Chào các bạn, tôi tên là Phan Nhật Trung, giáo viên công ty Media Art trực thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ dùng 3D Max kết hợp với phần mềm Photoshop cộng với Vray để hoàn thành trong khoảng thời gian 45 phút, làm sao để mình hoàn thành một cái gian hàng hội chợ như thế này. Thì bạn nhìn tổng thể, cái này là bài tổng hợp, thì mình sẽ kết hợp với Photoshop để mình làm nên những cái poster như thế này. Mà thực chất poster ở đây tôi không bắt bạn làm, ở đây tôi có hình có sẵn. Ở đây tôi chỉ dùng Photoshop để tôi lọc những cái bông hoa, bó hoa, những cái chậu hoa để mình mang qua. Rồi dùng photo 3D Max để mình dựng lên một cái gian hàng như thế này, và dùng V-Ray để mình chiếu sáng, ánh sáng, gán chất liệu cho cái gian hàng này. Thì ở đây tôi đã cung cấp đầy đủ một số cái dữ liệu cho sẵn cho bạn. Ví dụ hình poster này tôi sẽ thay thế là hình poster này, bình hoa chẳng hạn, một số cái dữ liệu tương tự. Và ở đây tôi sẽ cung cấp cho mấy bạn 500 cái kiểu đèn để cho bạn chiếu. Bạn nào thích cái kiểu đèn nào thì mình có thể tự chọn ha. Có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn. Cái kiểu đèn không nhất thiết phải làm giống như thế này, chiếu sáng. Thì bây giờ mình sẽ mở 3D Max lên. Ở đây mình sử dụng 3D Max 2013, và giao diện tôi sẽ chuyển nó về giao diện thông thường mình sử dụng. Thì ở đây mình sẽ bắt đầu vẽ hình như thế này. Thì ở đây tôi sẽ bắt đầu vẽ từ một cái nền trước. Cái nền thì mình thấy nó là một hình chữ nhật bo một cái góc. Thì tôi sử dụng là công cụ hình chữ nhật 2D ha, chữ nhật 2D. Còn ai muốn vẽ kích thước chính xác thì cứ vào custom unit setup. Ở đây tôi chỉ bạn, hướng dẫn bạn vẽ tương đối mà thôi ha. Còn vẽ nhà vẽ gì á, thì bắt buộc bạn phải vẽ chính xác, thì những cái video clip trước thì cũng đã chỉ rồi. Tôi kích chuột phải. Ở đây tôi chú ý mấy bạn là vẽ một đối tượng nào trong 3D Max thì nên đưa đối tượng đó về góc tọa độ 0,0 ha. Ở đây tôi vẽ là hình chữ nhật này nhỏ nhỏ lại một tí. Thì tôi sẽ bo một góc. Thông thường mấy bạn học á, thì mấy bạn có một cái vấn đề là hay lộn, nhiều lệnh quá trong 3D Max mấy bạn hay lộn. Thì bạn cứ nhớ giùm tôi là đối tượng 2D. Cái này là đối tượng 2D, hình chữ nhật đối tượng 2D. 2D thì trong 3D Max rất là phân biệt rất là rõ. Cách phân biệt cách là bằng kích vô render, cái bạn thấy nó render mà nó không thấy cái gì á, có đối tượng ở vùng vùng perspective mà nó không render ra, không thấy cái gì á, thì nó là vùng 2D ha, đối tượng 2D. Thì chỉnh sửa đối tượng 2D, cứ nhớ đối tượng 2D thì cứ nhấn edit as beeline. Edit beeline thì nó có 3 cấp, thì ở đây mình chọn là cấp đỉnh để mình chọn một cái đỉnh này thôi, mình chỉ chọn một đỉnh này thôi, và mình chọn cái tùy chọn là fillet ha. Mình tăng cái thông số này lên một tí. Thì kết thúc là mình sẽ được một cái góc bo. Còn nếu mà nó cong cong ở đây một tí chẳng hạn thì mình có thể uốn cong nó một tí bằng cách là chọn chọn vertex, và mình chọn là bezier. Ha, bezier mặc định nó chọn cho mình. Nhớ là kích chuột ở đây, kích chọn hình chữ nhật vàng rồi mình mới hiệu chỉnh được đó. Mình có thể xê dịch nó một tí chẳng hạn, kích màu vàng rồi. Rồi được chưa, thấy thích hợp thì nhớ trở về cấp cha, trở về cấp cha. Ở đây tôi có hai lớp, một lớp màu xanh và một lớp màu trắng. Tôi sẽ chuyển từ 2D sang 3D nhanh chóng nhất. Tôi chọn là Extrude. Lệnh Extrude. Ở đây tôi cho nó là 0,5 cm. 0,5 cm thì mình thấy có mỏng quá hay không? Ha, ở màu. Lỗi đây tôi cho 5 đi chẳng hạn. Thì tôi được một đối tượng, tôi tạm thời tôi gắn màu nó là màu xanh này đi. Rồi, tương tự như vậy tôi sẽ có một cái lớp dày hơn một tí và nó to hơn lớp này một tí.
Thì tương tự mình chỉ cần nhấn phím gì ở bên 3D Max để cho nó copy, nhấn phím Shift. Ok không? Và sau đó mình sử dụng công cụ R, phím tắt R, công cụ scale để mình kéo nó lớn lên một tí và mình kết hợp cho nó dày một tí là ok, 10 chẳng hạn. Thì lúc này tôi chọn nó là màu trắng đây chẳng hạn. Được không? Mình cho nó lớn lên một tí luôn, 13, 15 gì đó chẳng hạn. Thì lúc này mình được cái nền ha. Mình được một cái nền. Rồi, bây giờ mình dựng tiếp. Bây giờ mình dựng tiếp cái phần này chẳng hạn, cái phần này chẳng hạn. Thì cái phần này mình sẽ suy nghĩ mình dựng làm sao. Ở trong 3D Max thì mình hạn chế dùng những cái bóc để nó ghép lại. Như vậy thì cái file nó nặng và mình làm việc như vậy thì nó khó không chuyên nghiệp. Mình sử dụng Edit Poly. Ha, Edit Poly mình hiệu chỉnh nó sẽ cho nó đẹp hơn một tí. Thì bây giờ mình suy nghĩ cái này làm sao. Mình sẽ vẽ một cái khối bóc chẳng hạn. Ở đây mình sẽ vẽ một cái khối bóc bắt từ đây, từ đỉnh này qua đỉnh này, sau đó tôi kéo cao lên. Rồi ví dụ mình được như thế này. Rồi sẽ được như thế này. Tôi cũng gán cho nó một cái màu là màu trắng luôn đi chẳng hạn. Thì ở đây cái phần này nó bị lõm vô một tí, lõm vô một cái đường cong ha, lõm vô một cái đường cong một tí. Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng một cái line, mình dùng boolean cũng được, Edit Poly cũng được, tùy mình. Cái này đối tượng này cắt chỉ có một lần thôi, cắt rất là đơn giản thôi, thì mình sử dụng boolean. Mình sử dụng line đây để mình vẽ một cái đường cong ha. Ví dụ mình vẽ một cái đường cong lấn ra ngoài đây tí cũng chẳng sao. Rồi mình lưu bài một cái nha mấy bạn ha. Save. Tôi chọn ô đĩa D, dữ liệu hội chợ, tôi chọn là gian hàng hội chợ. Rồi ở đây mình vẽ 2D, do đó đây mình chưa có cắt được đối tượng 3D thì tôi sẽ gán một cái lệnh là extrude vô. Ở đây tôi gán một cái màu đậm vô một tí để cho bạn dễ thấy. Tôi kéo một phần nó vào đây một tí nè, nó lấn vô một tí thôi. Mình quan sát trên vùng vùng mà top chẳng hạn, bạn thấy nó bị lấn một tí à, bị lấn một tí. Còn ở đây nó có cắt một tí này, nó không cắt từ trên thẳng xuống mà nó chỉ cắt có một, à nó cắt từ trên thẳng xuống và cái đối tượng này nó sẽ lồi ra một tí, cái poster đó, nó sẽ đưa ra một tí. Thì bây giờ mình chọn đối tượng bị cắt là cái tấm màu trắng này. Sau đó tôi qua cái thuộc tính gì bạn ha, compound object, sau đó thuộc tính boolean subject. Ở đây mình chọn subtraction a trừ b, tôi chọn big ha, kích vào đối tượng này thì lúc này nó sẽ cắt cho bạn lõm một phần theo đường cong của mình mới vừa vẽ không, được chưa, theo đường cong của mới vừa vẽ. Mình thấy nó bị lõm xuống một tí không. A giữ A, giữ chuột giữa để mình xoay cho nó nhanh hơn những cái công cụ dưới đây. Mình nên sử dụng phần mềm, mình nên sử dụng phím tắt. Ở đây là cái vùng review nó thôi, chẳng sao ha. Đây, bạn thấy bạn bạn render ra nó không thấy gì hết, vậy không có vấn đề gì hết. Render ra ra. Được chưa? Mình được như cái phần này. Thì bây giờ tiếp tục. Bây giờ mình sẽ vẽ cái phần này đi chẳng hạn. Cái phần này thì mình sẽ lấy một cái hình chữ nhật, mình cũng bo một góc, sau đó mình thêm nốt để mình hiệu chỉnh nó như thế này. Thì ở đây cái vùng đó là mình sử dụng cái vùng nào nó sẽ hợp lý hơn bạn, nếu mình vẽ cái vùng đó. Tôi sẽ suy nghĩ, tôi sẽ vẽ cái vùng left.
Rồi, tôi sẽ có một đối tượng như thế này, tôi kéo nó ra đỉnh đây. Thì ở đây, antenna W ở vùng đè lép lớn lên. Tôi sẽ cho nó một cái màu cho bạn dễ nhìn, đó là vùng màu trắng. Ở đây mình cũng sẽ bo một cái góc ở đây nữa, đúng không? Đây mình cho nó lùn xuống một tí đi ha. Rồi lùn xuống một tí để nó còn một bậc nữa, thí dụ mình cho nó khoảng 100 đi chẳng hạn. Rồi mình cho nó khoảng 100, bo một góc. Hồi nãy mình nói là đã hiệu chỉnh 2D Edit Poly và chọn một cái vertex, mình cho nó fillet lên. Rồi vậy hợp lý chưa? Sau đó mình thêm một cái nốt đây, thêm một cái nốt ở đây, kéo hai cái đỉnh này thẳng lên ha. Đỉnh mình chọn cấp đỉnh, mình chọn refine, thêm một nốt ở đây, thêm một nốt ở đây. Sau đó mình kích chuột phải trở về công cụ di chuyển và mình di chuyển thằng này một tí, kéo nó lên nào. Thằng này giữ control, chọn thêm một cái nốt này, tôi kéo nó lên ông bạn. Đó mình thấy nó thích hợp chưa, đường cong thằng này từ đây qua đây phải được như thế này ông bạn ha. Rồi mình antenna W được chưa, mình muốn trơn thì mình ngồi chỉnh hiệu chỉnh cái tay nắm nữa một tí để mình cho nó thích hợp, còn ở đây mình chấp nhận vậy thì thôi ha, tương đối thôi. Trong khoảng thời gian ngắn mình review cho mấy bạn thì tương đối thôi. Rồi ở đây tôi sẽ chọn đối tượng, nhớ về cấp cha và mình chọn extrude. Hồi nãy mình cho cái đòn dưới có 5 thôi, mỏng mỏng thôi. Phải được như thế này không mấy bạn? Đó, được như thế này. Thì bây giờ nó có hai cái màu, là mình giải quyết luôn cái vấn đề này luôn đi ha bạn ha. Nó có hai cái màu. Thì bây giờ hiệu chỉnh 3D. Hiệu chỉnh 3D. Đây nó extrude thì nó đã thành khối 3D rồi. Thì mình cứ chọn Edit Poly 2D thì Edit Adjust, còn 3D thì Edit Poly. Đó. Ở đây mình chọn cấp Polygon. Đó. Mình sẽ dùng Bevel. Bevel mình chỉ thu nhỏ nó lại thôi. Rồi. Ok. Thì lúc này mình sẽ chọn được cái cấp này nè ha, một chút mình sẽ chọn được cái cấp này để mình tô màu, một chút mình sẽ vấn đề đó mình sẽ nói sau. Thì ở đây mình được cái cấp polygon này rồi đó ha, tương tự mình chọn ở ngoài đây luôn nha. Ở đây mình chỉ nhìn vùng này thôi, tương đối thôi ha, mình được phần như thế. Rồi bây giờ cái phần nhìn ở trên mình cũng sẽ dùng hình chữ nhật luôn. Thì theo bạn bây giờ tôi sẽ vẽ vùng nào nó thích hợp? Đương nhiên ở trên nhìn xuống thì chỉ có cái vùng nào mà top là thích hợp nhất thôi ha. Cái này nó bị ấy ra một tí nè. Đó mình không có thông số chính xác nên nó hơi bị lệch tí, mấy bạn canh chỉnh nó lại giùm. Rồi rồi bây giờ nó hơi cong cong một tí, nó chỉ bo hai góc thôi, tôi cũng gán vô edit adjust vertex, hình như này nó lùn lại đây một tí á. Rồi rồi sau đó mình chọn cái nốt này với cái nốt này, mình select nó. Rồi mình cảm thấy được thôi. Ở đây mình chọn thêm một cái nốt lệnh, một cái đỉnh nữa là refer, sau đó kích chuột phải. Ở đây mình muốn cho nó mịn màng á thì mình chọn là bezier, là smooth Bezier ha, để nó xuất hiện tay nắm, nó không xuất
Đây, bạn chọn giùm tôi cái loại là Benzia Corner. Hai tay nắm này nó độc lập. Xích vô đây một tí. Đó. Thì lúc này này sẽ đẹp hơn nè. Thẳng góc ha. Hai tiếp tiến này thẳng góc. Thì cái này nó sẽ đẹp hơn. Segment của cái đoạn này nó hơi ít á, do đó bạn cái đoạn line này nè. Đó, bạn nhìn thấy được như vậy. Bạn có thể xê dịch nó ra tới lui gì đó ha. Bạn tăng cái segment của thằng này lên là đẹp á. Tăng cái segment của nó lên. Step nè bạn. Ha, tăng nó lên để nó tròn trịa. Rồi. Rồi. Sau đó bạn gán lại là ít chốt. Ít chốt. Nằm đâu rồi? Nó đang bị nằm ở dưới đáy nè. Đó. Nếu bạn còn chính xác thì phải cái canh align nó để nó lên đỉnh của cái bức tường này. Các bạn ha. Rồi, tôi cũng cho nó gì? Một cái màu trắng để cho nó thích hợp đó. Được chưa? Đó. Còn màu sắc một chút mình sẽ nói sau nè, màu sắc. Ở đây nó được đục thủng ba cái lỗ. Ở đây được đục thủng ba cái lỗ. Ha. Thủng ba lỗ để nó đặt đèn á bạn. Chút mình đặt đèn luôn ha. Thì bây giờ mình được những cái đối tượng như thế này. Một số cái đối tượng nữa. Vẽ nhanh lên nè. Những cái đối tượng này mình làm được đúng không? Cylinder 2D. Tôi review này cho nó dễ nhìn. Rồi. Bây giờ tôi sẽ ẩn hết những đối tượng này để cho dễ vẽ nè. Ở đây tôi sử dụng một cái cylinder. Rồi, cao lên như thế này. Góc tọa độ. Rồi. Tôi được một cái chân như thế này. Sau đó tôi vẽ phần này một tí. À, tôi có thể vẽ bóc một tí cũng được, hoặc tôi vẽ từ 2D sau đó từ extrude cũng được, không vấn đề. Ví dụ tôi sẽ vẽ bóc, tôi đẩy nó lên đây chẳng hạn, tới vị trí này. Thì bây giờ tôi sẽ tăng cái segment, tôi nhấn F4 để cho bạn thấy cái segment. Tôi sẽ tăng segment lên, tăng segment 2 lên nhiều. Thì lúc này tôi sẽ sử dụng FFD, FFD4 là được rồi. Mình có thể bẻ cong nó thằng này nhìn dùm ha, từ đây thì nó bẻ cong có phần đáy này thôi. Đó, đại khái nó như vậy đi, được không? Đại khái nó như vậy. Còn cái phần này mình muốn nó nhỏ lại một tí thì mình chọn nó để mình cho nó nhỏ lại một tí thôi. Ok, đứng về cấp cha. Nhấn F4 bỏ đi thì mình sẽ được cái đường cong. Ở đây mình chỉ vẽ tương đối thôi, ai vẽ chính xác thì ngồi đó gò lại một tí. Phần này đo bo bốn cái góc này luôn, nó chỉ bo bốn góc luôn. Thì tôi phóng to lên, tôi chọn là chamfer box bo bốn góc, hoặc là mình vẽ từ 2D cũng được, không vấn đề gì hết. Rồi, kéo này lên, đem lại này một tí, mình nhấn Ctrl S tí nha để mình lưu bài. Đó, mình được như thế này. Mình có thể xây lên tí, cái bài của người ta xây lên tí, chế độ bắt dính góc, nhấn phím E để trở về công cụ xây. Đó, mình cho nó nhỏ lại một tí. Đó, fill like ít lại một tí. Rồi, tôi được một cái đối tượng như thế này. Tôi thích tất cả những này nó cùng màu luôn đi. Ok, màu trắng. Tôi anh hai on thì tôi sẽ thấy được cái đối tượng này.
Trước khi tôi ăn hai on, tôi kéo này ra đi. À, ăn hai on. Đó, để tôi dễ dễ làm việc. Rút nó lại cũng được. Tôi đặt làm cái ghế đi chẳng hạn. Rồi. Đối tượng này, còn tới cái đối tượng này thì sao? Cũng có phần cylinder phần trên hai phần. Rồi. Tôi vẽ ngoài đây ha. Nó bự hơn cái này một tí. Rồi, tôi sẽ sử dụng phím R, cô kéo nó dẹp lại một tí. Hằng này nó cao hơn này một tí, nó cao lên tới đây. Nó cũng có hai cái ngấn này luôn. Thì bây giờ tôi sẽ dùng mà ra đây cho dễ nhìn nè. Tôi cũng nhấn F4. Tôi sử dụng mà mình tính toán một tí, ở đây là hai đoạn, đây là hai đoạn, ở đây là một đoạn. Tôi sử dụng khoảng 5 cái segment. 5 cái segment theo chiều cao. Và tôi gán thì đối tượng là Edit Poly. Tôi chọn cái cover text. Tôi làm nhanh lên ha bạn ha. Rồi, hai đối tượng này nó có màu màu khác với màu kia một chút, rồi mình sẽ gắn chất liệu sau. Ở đây tôi chọn cái phần này poly gần giữa cành tròn. Tôi chọn thêm phần này nó bị bung ra đúng không? Nó bị phồng phồng ra một tí. Thì ở đây tôi dùng một cái lệnh là extrude, tôi kéo nó ra. Kéo nó ra như vậy nó bị lệch, thì bạn chọn giùm tôi cái cấp là local normal ha. Rồi, check vô. Thì tôi sẽ được một cái nó tiện nó có một phần nhô ra một tí. Bạn muốn nó tròn trịa thì hồi nãy bạn tăng segment nó nhiều lên một tí. Ở trên đây cũng giống giống như vậy thôi. Ví dụ tôi sẽ copy lên tương đối ha. Tôi sẽ giữ shift tôi copy lên. Sau đó tôi sẽ dùng phím R, tôi thu nó nhỏ lại một tí và dùng này tôi cho nó lùn lại một tí. Rồi. Cái nó chỉ nó bỏ phần trên thì ở đây tôi sẽ chọn cái cover text này tôi bỏ phần trên. Hả, nó bị thủng. Nó bị thủng thì bây giờ mình chọn cái border nè bạn. Cái border lớn nhất mình tìm cái thuộc tính khép để nó đóng lại, đơn giản vậy thôi. Thì mình sẽ được cái phần nắp trên đi chẳng hạn. Còn gán chất liệu hay những cái đối tượng này nằm dưới thì để đó chút bạn sử dụng sau. Còn cái này nó có biểu tượng chữ E, chữ G nè bạn, nắm đẩy nó qua cái bàn thì không có cần vẽ, rất là đơn giản đúng không? Còn cái này thì mình tìm một cái model free nào đó mình đưa nó vô ha. Thì ở đây bây giờ mình chọn cái bàn này chẳng hạn. Cái bàn này thì tôi sẽ vẽ, tôi cũng rub nó lại đi, cái này cái bàn đây chẳng hạn. Tôi cũng cho nó một cái màu. Rồi, rồi xích vô một tí các bạn ha. Rồi bây giờ tới cái bàn, tôi sẽ nghĩ tôi vẽ vùng nhìn lép nó sẽ dễ nhìn nhất. Cái bàn của mình nó có G đúng không? Có hình dạng là chữ G. Thì đây. Nhiêu đó thôi hay là có nữa, có thêm một phần. À, nó chỉ có một phần tới đây thôi. Thì ở đây bạn bỏ cái vertex này đi nè. Đó, bây giờ làm sao mình chọn add byline, mình chọn tùy chọn outline,
Được chưa? Để thành phần ở trong thì đơn giản như vậy thôi. Tôi chọn lệnh extrude để tôi đẩy cái thằng này qua, được không bạn? Còn bạn muốn cái bàn này nó có cái kích thước lớn ra, chữ G lớn ra, thì bạn kéo cái vertex của nó nè. Còn bây giờ thí dụ tôi muốn nó khoảng 80 thôi. Rồi, tôi được như thế này. Đó, cái bàn này to nhỏ là tùy của bạn không. Rồi còn cái bàn này chắc không có gì để nói đâu. Cái bàn này rất là đơn giản. Ở đây tôi sẽ dùng một cái bóp. Rồi tôi cũng cho chiều cao nó lên, nó bằng bằng với cái bàn kia. Thì ở đây mình cho nó khoảng là width là khoảng 80. Vertex này tôi cho nó 5 thôi. Mấy cái segment đó bạn, cho nó mỏng mỏng lại, mình không có cần nó dày. Rồi đây cho khoảng là 30 thôi. Xin lỗi. Năm. Tôi chọn một cái segment này chẳng hạn. Segment một, segment thôi, tôi gán lệnh Edit Poly. Cover Text. Rồi, tôi đứng ở cấp Poly và tôi chọn cái mặt này, tôi đẩy nó qua, hoặc là tôi đẩy nó bằng đây đi cho mình dễ nhìn ha. Tôi chọn Extrude. Đó. Ví dụ kích thước cái bàn của tôi như vậy. Ok không? Rồi mình đẩy thêm một lần nữa để mình làm cái phần chân nó một tí. Rồi check vô. Và ở đây tôi sẽ chọn cái đỉnh này, tôi extrude nó xuống cái mặt này à, xuống coi chừng mình làm không có đúng thông số nó, coi chừng nó bị hỏng cái chân hoặc là lệch cái chân, chân thấp chân cao. Đại khái như thế này ông bạn, đại khái nó như thế này. Và hai đối tượng này tôi cho nó một cái màu khác đi, ví dụ màu xám. Ok ha. Còn cái ly đó thì bạn dùng dùng lớp để bạn vẽ, còn phần này mình trang trí lên tí, mình dựng nhanh nè. Rồi edit, add by line, vertex một, vertex hai, vertex fill led, nắm kéo cũng được hoặc là ngược, hình như mình chặn ngược à, nó là hai cái đầu bên đây. Rồi sau đó mình dùng cái gì bạn, đứng ở cấp add by line, mình dùng outline. Outline rồi sau đó mình gán lên extrude. Extrude rồi mỏng thôi, khoảng 5-10 gì thôi. Thì lúc này mình gán thẳng vô cái bức tường này, kích chuột phải qua bên đây để mình vẫn còn chọn đối tượng đó nè. Rồi một một đối tượng nè. Nhỏ lại một tí, phím R. Rồi, copy. Ok. Mình được như thế này. Hai đối tượng không? Rồi. Còn máy này bạn lên trang Model Free á, Model 3D Free thì mình sẽ đa tải về và mình lay nó vô, mình mập nó vô thôi. Không có vấn đề gì hết. Còn cái logo chữ đô với cái cánh chim thì bạn qua bên đây. Tôi Ctrl S lại một cái. Rồi, qua bên đây bạn chỉ cần đưa nó vào thôi. Ví dụ tôi sẽ ẩn hết này, đối tượng này đi.
hai on, hai selection. Thì bây giờ tôi sẽ nhấn Alt+ B, mình vào lệnh này nè bạn, viewport Alt+ B, mình chọn file để mình đưa vào. Ở đây tôi chọn ổ đĩa D, gian hàng hội chợ, tôi chọn cái đối tượng này. Ở đây tôi chọn là Mac và tôi khóa khóa cái hình ảnh tôi đưa vào. Ở đây mình sử dụng công cụ like để mình đồ lại cái chữ này ha. Ở đây tôi đồ đại khái thôi, mấy bạn làm kỹ giùm tôi. Ở đây là một bài tổng hợp á. Rồi một cái gian hàng. Ở đây nếu mà mình có phông chữ thì không có gì để nói, mình đánh vô thôi nha mấy bạn. Mình đặt trường hợp là mình không có phông chữ. Mình làm tỉ mỉ một tí. Nhớ vẽ chữ nào thì phải khép kín cái chữ đó. Mình làm xong mình thấy nó vui lắm ha. Tỉ mỉ một tí. Ai kỹ thì đứng ở cấp vertex, mình làm xong mình đứng ở cấp vertex, mình đồ mình gò nó lại. Rồi bây giờ mình nhấn tiếp phím Alt+ B để mình tắt. Cái nền đi ha. Remove nó đi. Thì mình được một số cái hình như thế này. Ở đây mình muốn chỉnh nó lại á, vertex nè. Mình chọn là Bezier, mình có thể chỉnh tùy ý. Rồi. Thì ở đây mấy cái đối tượng này, thằng này mình phải attract nó lại, attract với đối tượng này. Rồi bạn có thể attract hết một lúc cũng không sao. Rồi kích chuột phải tự động, bạn chọn cái lệnh extrude đó cho nó năm hay gì đó chẳng hạn, 5 hay 10 gì đó, cho nó dày lên một tí. Hàng này cũng vậy, extrude. Rồi thì mình làm xong cái đối tượng này. Ở đây mình in hai on, hồi lớn quá mình rút nó lại luôn đi, mình đặt là logo, mình thu nó nhỏ lại. Rồi đơn giản như thế này à. Còn những cái ghế sofa thì bạn lên giùm tôi cái trang này nè ha, bạn đánh dùm chữ 3D model free thì nó sẽ tải về hết những cái vật dụng, thí dụ mình chọn là chair hay là table gì đó chẳng hạn, thì mình có thể tải về rất là nhanh ha. Ví dụ tôi tải về luôn cho các bạn đi. Ví dụ nào. Cái ghế này đi ha.
rồi bạn chọn là Markdown, Markdown Load File, show lên, rút ra. Nằm đâu rồi? Này không có cái file 3D thì một cái file khác. Đây được chưa, đây nè, nó có một cái file nè. Thì ở đây tôi lưu file này lại, tôi new một cái file mới đi chẳng hạn, để mình coi nó làm sao ha. Open nó ra thì ở đây nó nằm ở tôi nắm, tôi kéo nó vô cho nhanh nè. Rồi mập vô. Ở đây mình nó sử dụng đèn đồ nó chiếu hết rồi, nó sử dụng đèn, tôi bỏ đèn đi. Bỏ đi. Thì ở đây tôi có một cái đối tượng bàn như thế này ha. Tôi lưu nó lại. Con hàng hội chợ này tôi đặt là cái ghế chẳng hạn. Bây giờ tôi mở cái gian hàng hội chợ ra nè. Rồi tôi muốn đưa vô thì tôi file lay. Tôi ở vùng nhìn top đi cho nó dễ. File. Lay nó vô. Mập nó vô, tôi xin lỗi, tôi lộn bên AI. Ở đây ghế. Chọn on. Ok. Tôi rút nó lại luôn. Cái ghế 01. Hồi nãy mình đã có cái ghế rồi. Nó có kích thước cực kỳ lớn luôn ha. Lớn hơn cả cái gian hàng của mình luôn. Rồi. Đó. Đâu có cần phải vẽ đúng không? Nói vậy chứ mình nên biết cách vẽ để mình biết cách để chỉnh sửa. Ví dụ nó bị rút rồi, bị tô màu rồi, nó bị gắn chất liệu rồi. Chút mình sẽ xử lý nó sau ha. Thì bây giờ mình được cái này, tất cả vật dụng bây giờ mình kết hợp với Photoshop để mình được cái. Bây giờ mình chỉ là gắn chất liệu cho nó thôi á. Ha. Bây giờ mình qua Photoshop để mình xử lý hai cái bình bông này một tí. Qua Photoshop. Rồi. Tôi sẽ mở ODD ra. Gian hàng hội chợ mình có bình hoa như thế này. Ở đây mình sẽ sử dụng công cụ Magic Wand, kích vô đây một cái. Sau đó tôi sẽ tạo một layer mới. Màu này tôi sẽ tô màu đen. Và Ctrl Shift E tôi sẽ tô màu trắng. Rồi. Ở đây tôi sẽ lưu lại. Đơn giản đúng không? Mấy cái phím tắt tô màu đen trắng bên bên Photoshop thì không có gì để nói. Rồi, tôi có hai màu để cái mục đích là để qua đây tôi có cái phần nền trong suốt, màu đen nó sẽ trong suốt và màu trắng nó sẽ hiện cái bình hoa lên. Thì bây giờ tôi sẽ qua bên đây, tôi sẽ nhờ một cái khối len để tôi gắn bình hoa vào, bắt đầu mình vào mình gắn chất liệu á. Đó, một tấm len. Thì lúc này mình nhấn phím M để mình gắn chất liệu. Chọn ô này, tôi đặt là hoa. Sau đó mình kích, mình chọn bitmap. Tôi chọn là hoa. Sau đó tôi gán vào hiển thị ha, qua bên đây coi. Hiển thị lên nằm đây nè bạn. Đó, nằm lơ lửng ở giữa cái gian hàng á. Đó, kéo nó lại đây. Thì nằm đây. Bạn thấy khi mà mình render. Đó, thì render nó ra gì không? Thì bây giờ mình phải sử dụng một tấm hình mà mình mới vừa qua Photoshop để mình xử lý nó đó. Quay về cấp tra, mình chọn opacity, mình kích bitmap. Lúc này mình chọn là màu trắng đen. Thì lúc này mình render lại coi nó kết quả làm sao.
À, mình sẽ được một cái hình bình hoa mà có cái nền trong suốt. Thì cứ như vậy mà mình làm cho những cái đối tượng nào mà mình muốn, ví dụ người gì đó mà mình muốn đem Photoshop mà nó nhẹ, và qua bên từ Photoshop đem qua bên Remark mà nó nhẹ mà không cần phải model á, thì đây mình sử dụng cái thuộc tính opacity đó, đơn giản ha. Còn cái đối tượng này sau đang nó đang bị đen thùi, thì đây mình kết vô cái gắn chất liệu nó lại coi đó, mình gắn chất liệu lại. Hồi nãy mình gắn chất liệu màu ở ngoài đây á, màu màu để mình nhìn á, nó không có gì vấn đề gì hết á ha, nó không có tương tác gì hết á. Thì ở đây nó có những cái bình, thì bình này cũng tương tự như cái cách này thôi, tôi cũng đơn giản tôi làm. Những phần nào màu trắng là hiển thị, còn phần nào màu đen á thì qua bển nó sẽ tự nó bị che đi. Thì tôi dùng Magic Wand tôi kết, này nó bị lấn rồi. Tôi chọn nó là 15, tôi kết. Thì lúc này tôi tô nó là màu đen. Nghịch đảo vùng chọn lại, tôi sẽ tô màu trắng. Sau đó mình sẽ lưu lại. Tôi đặt là chai đen trắng. Rồi, ok. Rồi, lúc này mình sẽ tắt Photoshop luôn này, lợi dụng ha. Rồi, bây giờ mình qua bên phần này. Ví dụ mình vẽ một cái chai nằm đây. Coi nó nằm đâu tuốt vào đây nè, đó. Lơ lửng này đi chẳng hạn, từ từ mình chỉnh sau. Đây. Chọn đây. Mình chọn một cái ô màu hình có màu sắc cái chai, rồi gắn nó vào, hiển thị nó lên, quay về cấp da, về opacity, chọn nó màu, gắn nó màu, hiển thị nó lên. Rồi render lên. Lại một đối tượng nữa, giữ shift kéo nó lên đây, được chưa? Đó. Còn những cái chất liệu màu trắng của mình á, tôi có thể nhấn phím M để truy cập cũng được. Mình kích chuột phải để mình cho nhiều nhiều ô chất liệu lên. Tôi chọn ô này chẳng hạn, này ô này tôi đặt là màu trắng. Giờ mình muốn gắn chất liệu vào ray á, thì mình vào, trước tiên mình phải set up nó là render Vray để nó có chất liệu đẹp hơn ha. Size tôi chọn cái độ là Vray, ok không? Đó, bạn thấy nó lót từ từ rồi đó. Này, này hơi nặng tí. Vray này đi. Rồi. Bây giờ tôi muốn gán chất liệu Vray cho những cái đối tượng này, ví dụ cái khung này màu trắng đi chẳng hạn. Ở đây tôi chọn ô, tôi chọn màu trắng. Ở đây nó có thêm một cái tab là Vray. Tôi chọn là Vray Multi. Rồi, tôi chọn ô màu diffuse là màu trắng. Rồi, tôi gán nó vào. Hiển thị nó lên, gắn nó vào. Rồi còn cái nào màu trắng nữa? Cái này màu trắng, cái tường màu trắng ha. Bạn chưa thấy nó có gì lạ ha, đúng không? Nhìn nó cũng tương đối giống giống vậy. Từ từ ha. Còn cái này cũng vậy, màu trắng. Chỉ có cái bàn nó có kính trong suốt một tí. Thì tôi copy cái mảng màu trắng này ra. Tôi đặt là bàn, chẳng hạn chất liệu bàn. Tôi cho nó màu xanh một tí. Rồi. Cho nó bóng bóng một tí chẳng hạn. Reflect. Đây, bạn nhìn ha. Đó. Được chưa? Rồi.
Còn cái tượng này thôi mình cho đại nó màu trắng luôn đi. Rồi. Rồi, còn một số cái đối tượng mà nó có màu này màu xanh. Màu này màu này màu xanh nó phát sáng ra một tí một chút, mình sẽ làm sao nó hơi nặng một tí. Còn này mình sẽ nhờ tấm len mình làm poster. Còn này bằng màu xanh này với bằng màu trắng. Thì hồi nãy mình đã làm rồi nè, đây. Ở đây nó gọi là chất liệu đa hợp á, chất liệu đa hợp, một đối tượng mà có tới hai màu, nhiều màu trở lên. Thì ở đây mình chọn là bạn này. Mình phải chọn được cái viền của bạn này ha. Rồi, ví dụ cái viền của này thôi. Ở mặt sau tùy bạn nha, bạn chọn dùm. Ở đây tôi sẽ gán một cái set ID, ví dụ tôi chọn nó là 40. Tôi set một cái và Ctrl Y. Ctrl Y để tôi đảo lại tất cả những kia là 41, tôi set một cái. Tôi trở về cấp da. Ở đây tôi sẽ gán chất liệu đa hợp M. Ở đây tôi chọn một cái ô là standard. Chất liệu đa hợp là multi sub object. Đây. Rồi. Nó hỏi mình có giữ lại hay không á. Đây. Set hay là 2, số 2, cái này mấy bạn học rồi. Ở đây mình chọn màu. Ví dụ ở đây tôi chọn màu trắng. Tôi gán nó. Ở đây tôi chọn màu xanh. Copy ha. Chọn màu xanh. Rồi. Lúc này tôi được hai màu. Nhớ mình đánh thông số mốt mạnh này nhiều quá thì coi chừng nó bị lộn á. Hồi nãy mình đánh 41. Ngược cài. Kéo này xuống swap. Quán đổi. Đó à. Thì tương tự ở phần ở trên đây bạn làm giùm luôn nha. Phần ở trên đỉnh của nó bạn làm giùm luôn. Ở đây tôi tạm thời tôi sẽ gán nó màu trắng. Rồi. Còn những cái chữ đô này nè. Chữ đô này cái cánh chim. Thì bây giờ nó có một phần phát sáng ở phía dưới, cái này nó hơi nặng, còn những cái thành phần này cũng giống y chang như vậy. Ha. Bây giờ mình sẽ làm những cái thành phần này trước đi. À. Tại đây nhiều chi tiết quá nó bị chi phối. Ở đây ví dụ mình gán unwrap nó ra. Phần này bạn bỏ những cái chai vô. Tôi cũng gán cái gương này vô. Rồi. Ở đây tôi sẽ copy chai này xuống. Tôi cho nó nhỏ nhỏ lại để nó bỏ vô đây. Rồi, ví dụ mình render ra thử à. Cái này nó không phải trong suốt, mình kiếm cái tỷ chọn opacity. Mình có thể gán một cái ô đơn giản cho nó màu xanh. Gán nó opacity khoảng 50 cho nó nhanh. À, đây mình chọn đây. Đó, nó có một số cái chất liệu trong suốt. Thì bạn kéo nó lại cho nó thích hợp. Ở đây bạn cho nó ống lên một tí. Rồi, bóng lên một tí.
Rồi. Còn những cái phần này bạn cũng set ID giống như hồi nãy thôi. Ở đây mình sẽ có thêm cái phần ID, cái logo chữ đồ. Thì bây giờ mình chọn polygon. Polygon này thí dụ mình đặt cho nó một cái con số ID là 100 đi chẳng hạn. 100. Sau đó mình sẽ chọn phần này và giữ phần này, mình chọn phần này trước đây, mình giữ phím Ctrl, mình chỉ lấy mặt ở đằng à, phím Alt mình chỉ lấy mặt ở đằng đằng trước mà thôi, rồi như đây thôi ha, mình chọn nó là số 101 set. Còn mình cần chọn y nghịch đảo ra, mình sẽ trừ cái vùng nào, trừ cái vùng này đi, nãy mình có rồi nè, ID mình có rồi nè đó, thì lúc này mình sẽ đặt là 102 set nó một cái về cấp gia. Thì bắt đầu tôi sẽ gán chất liệu cho nó, tôi nhấn phím M, tôi cũng chọn multi sub object. Ở đây tôi chọn là 3. 100, 101, 102 là 3 thông số. Thì bây giờ bảng màu trắng trước nè. 100. Rồi. Bảng này là màu xanh. Rồi, copy xuống 102, copy. Bạn này là màu trắng. Còn bạn này 101 là bạn hình. Tôi chọn nó là hình. Bitmap là phần row này, tôi gán nó, tôi hiển thị. Thì đây nó đã đưa vô cho bạn rồi nè, nhưng nó bị gì bạn, nó bị lệch. Tôi sẽ chỉnh OV map, tôi chọn là box và tôi chọn cấp Sigma, tôi sẽ thu nhỏ này lại một tí, rồi mình sẽ được một cái đối tượng như thế này. Được chưa? Ha. Tương đối. Cái bàn này mình gắn chất liệu cho nó lại một tí, là chất liệu trong suốt. Rồi. Bây giờ tiếp tục. Cái phần này tự mình làm giùm tôi nha. Tạm thời tôi ẩn cái này đi nha. Rồi, cái phần mà mình gắn chất liệu cho cái poster vô nè. Chất liệu cho cái poster vô thì cái này cực kỳ đơn giản, tôi sẽ nhờ một cái khóa len, còn ai ấy ai thích thì mình sẽ sử dụng cái gì bạn, mình sẽ sử dụng một gán chất liệu multi sub object vô tùy mình. Tôi chọn đây, tôi chọn một tấm hình bitmap, rồi tôi gán nó vào đó. Tôi sẽ cho nó ở phía sau một tí. Rồi. Nha, mình design nó lại, xích lại để cho đừng che khuất cái cô này quá nè. Ha. Tự mình định giùm một tí. Rồi. Cái chai này nằm lưng lửng ở đâu á, xích xuống một tí. Ví dụ đây chẳng hạn. Được không? À, bây giờ mình sẽ giải quyết tiếp cái chữ đô với cái cánh chim. Chữ đô với cái cánh chim với cái phần này nè cũng giống giống vậy thôi, tôi chỉ làm một cái thôi để nó bớt nặng các bạn ha, để mấy bạn khỏi phải đợi lâu. Tôi in group ra. Ở đây nó có cái phát sáng bóng nè, phát sáng của cái ánh sáng lên. Cái bạn này là bạn màu xanh. Tôi gán chất liệu vào cho nó.
bạn màu xanh. Còn bạn này là bạn màu hơi nâu nâu tí, tôi copy, tôi đặt tên nâu đi chẳng hạn. Thì mình đặt tên thôi. Cà phê sữa. Rồi. Rồi. Mình được như thế này. Chim nó nãy nó không có được đẹp á, vẽ đại nên không có được đẹp. Thì bây giờ bạn chỉ cần, bạn muốn cho nó phát sáng á, thì bạn chỉ cần copy ra con. Copy ra con nè. Tôi sẽ bỏ cái chế độ extrude đi. Và tôi biến thằng này thành đối tượng 3D bằng cách là rendering kích kích. Thì nó có cái viền không các bạn? Tôi sẽ đặt ở trong đây nè, nó gần gần đây thôi. Sau đó mình gán cái chất liệu nó là, tôi đặt là đèn đi chẳng hạn. Thì tôi chọn standard, tôi chọn Vray Multi Light, Vray Light Multi, nó chói sáng lên nè ha. Lúc này tôi mới gán nó vô. Lúc này bạn render ra coi nó hiển thị gì không, không thấy sáng gì hết trơn á, đúng không? Không thấy sáng gì hết trơn. Thì bây giờ mình phải vào setup render, setup thì mình chọn qua cái tab này nè bạn, indirect check vô thì nó render nó sẽ nặng hơn tí, hay nó chạy bắt đầu nặng hơn tí không. Render thì bạn phải đợi thời gian nó mới ra đẹp được ha. Coi lại từ từ đó, bạn thấy nó bị chiếu sáng không bạn? Nó chiếu sáng những thằng kia. Tương tự, bạn muốn màu gì thì bạn cứ chọn màu ở đây thôi, chọn màu ở đây thôi ha, sáng không bao nhiêu. Thì cứ như vậy mà mình làm, nó hơi nặng một tí. Thì bây giờ mình đặt đèn vô cho những cái đối tượng kia nó sáng lên nè. Bây giờ tôi chọn là đèn, tôi chọn là Vray, tôi chọn Vray Light. Rồi tôi sẽ quay nó lại. Đây. Rồi. Ở đây đèn này tôi sẽ giảm nó xuống khoảng là 10 thôi. Coi nó làm sao nha. Mình phải đợi kết quả từ 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 từ. Cái line này bạn cũng tự làm được ha. Còn cái line này mình sẽ đặt, mình vẽ cái vòng vòng hình 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 con nó vô, rồi mình đặt cái đèn cho nó sáng line giống y chang những cái viền này thôi. Mình vẽ SP mình gắn nó vô á ha. Gắn đèn IES vô, đèn treo tường á, để nó giống thật một tí. Còn phải chỉnh một số cái thông số nữa. Thì bài này tôi chỉ hướng dẫn với bạn là làm sao để kết hợp từ Photoshop qua bên 3D Max cộng với phần mềm V-Ray chiếu sáng một cái hội chợ, một cái gian hàng hội chợ đơn giản thôi ha. Còn bạn muốn giống thật y chang những cái thông bài mà giống như hình chụp, được một số cái thông số của chất liệu, và bạn phải có thời gian bạn ngồi bạn render nó ra. Bạn có thể render từng cái vùng một để bạn coi cho nó dễ.
Ở đây nè, đó, bạn thấy nó từ từ không? Render từng vùng một. Bạn thấy nãy tôi chọn cái multi-light nó là chính nên nó chiếu quá sáng luôn. Nè. À, nó bị vướng bởi cái đèn cái nền đèn bên đây nè bạn. Thì bây giờ bạn nó cho nó nhỏ lại một tí nè. Bạn cho nó khoảng là 4 là 3 thôi và bạn bỏ cái tùy chọn invisible này đi ha. Tôi tạm thời tôi ẩn nó đi nha. Ẩn nó đi. Rồi bây giờ mình nãy tôi nói là tôi chỉ với bạn một số cái đèn V-Ray đèn IES để đưa vô. Thì ở đây bây giờ tôi sẽ sử dụng làm sao để đưa đèn nó vô. Thì bây giờ mình chọn là Photometric Free Light. Ví dụ tôi muốn chiếu từ trên tôi chiếu xuống cho cái chữ đô này chẳng hạn. Đó, tôi kéo nó sát nó vô một tí. Bạn muốn nhỏ lại thì tùy bạn, kéo nó nhỏ lại. Thì bây giờ mình qua bên Modify. Mình chọn cái tùy chọn là nó có cái tùy chọn là photo web á mấy bạn. Nào nằm đâu rồi? Đây, Photometric Web nó nằm ở tab là General Parameter à. Đây, ở đây thì tôi cung cấp cho mấy bạn là khoảng 500 cái kiểu đèn. Đó. Extract ra. Nó rất nhiều cái kiểu đèn cho bạn không? Ha. Đó, hình JPEG nè, đó, kiểu đèn này, kiểu đèn kia, quá trời kiểu đèn luôn. Được không? Thì bây giờ tôi lấy đại một cái kiểu đèn đi để đỡ mất thời gian của mấy bạn. Ở đây tôi chọn đây không? Tôi chọn là free. Sau đó tôi chọn là tự nhiên mới đây nằm nó mất tiêu đây à, true nè. Chọn true photometric file. Ở đây tôi chọn cái tùy chọn ổ D. Rồi tôi lấy đèn số 3 đi chẳng hạn. Và bây giờ tôi hiện cái gì lên? Hai slash in hai on. Tôi tạm thời tôi tắt delete này đi nha bạn cho nó nhanh nha bạn. Rồi, tôi render thử. Nó sẽ chạy nhanh hơn là có cây đèn V-Ray vô. Đó. Ở đây đèn này nó bị vấn đề gì? Nó bị sát tường hay sao á? Nó bị lật ngược vô cái tường nè, bạn thấy không? Bị lật ngược vô cái tường nè. Tôi chọn nó lại ai, chu. Lật ngược rồi. Chọn số 2. Tôi quay nó lại. Tôi gắn nó vô bức tường. Rồi. Để nó một tí à. Đó, mình được cái một cây đèn như vậy. Cứ vậy mà mình để đặt trên một số cái vị trí thích hợp. Được các bạn ha. À, bây giờ tôi render tương đối lại cho bạn hoàn thiện cái bài này, tôi sẽ sử dụng lại cái V-Ray nhỏ nhỏ thôi. Rồi tôi sẽ quay.
quay 90 độ lên đây một tí. Rồi, tôi sẽ chọn nó là 3 invisible. Và tôi cái nền này tôi sẽ lót một cái len để cho mấy bạn dễ nhìn thôi. Nó cho cái nền, thông thường cái nền người ta sẽ lót một cái len. Thì tôi sẽ sử dụng một cái mảng màu trắng này tôi gán vào. Rồi, ở đây tôi render thử. Shift quay cũng được, hoặc là bằng kích đây để bằng render. Thì cái bài này tổng thể tôi cũng đã nói rồi, nó kết hợp 3 phần mềm ha, và khi kết thúc bạn sẽ làm được một cái gian hàng hội chợ cho khách hàng. Bạn có thể render ra nhiều vùng nhìn để khách hàng coi được các bạn ha. Bây giờ mình chỉ đợi cái kết quả thử nó render ra coi làm sao. Khi mình sử dụng đèn, mình có thể hiệu chỉnh sáng tối nó lại một tí. Trong khoảng thời gian khoảng 45 phút tới 1 tiếng thì tôi cũng chỉ với bạn được cặn kẽ. Thì mấy bạn phải ngồi mày mò một tí, hoặc có gì liên hệ tới ad của cái forum này để mấy bạn được giải đáp. Đó, mấy bạn thấy nó từ từ dần dần nó hiện ra. Ở đây bạn thấy tôi render với chất liệu bình thường á, thì ở đây nó có một số hạt. Thì bạn chọn một bạn có một cái tùy chọn Sub Deep á, bạn muốn nó đẹp thì bạn chọn tùy chọn Sub Deep để bạn tăng cái chất lượng ảnh nó lên, thì đồng thời thời gian nó sẽ tăng lên. Bạn phải đợi lâu hơn một tí. Thì cái thành quả của từ nãy giờ một tiếng, gần tiếng đồng hồ mình model và mình chiếu đèn cộng với Vray thì mình được cái sản phẩm tương đối như thế này. Được không các bạn? Nha, mình phải nói chung nếu mà Vray mình không đẹp, mình phải kết hợp với Photoshop để mình xử lý thêm. Được không? Đó. Còn đây mình đặt một trường hợp nữa là mình muốn in ra với cái khổ giấy bao nhiêu, thì ở đây mình chọn cái tùy chọn là ring, ring size. Ở đây mình chọn là độ phân giải, và khi mình render ra cái kích thước giấy là bao nhiêu ha, cái này bạn tìm hiểu thêm. Ở đây mình muốn tìm mình muốn lưu thành một file hình, thì từ nãy giờ cái công đoạn của mình cuối cùng là như thế này, mình làm được một sản phẩm đại khái như thế này từ sáng giờ một tiếng đồng hồ đó, mình làm được như thế này đúng không bạn? Tương đối về mày mò thêm để mình có một cái sản phẩm tốt hơn nữa ha mấy bạn ha. Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi. Cảm ơn.